Rồi bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của một nam nghệ sĩ ưu tú, rất đẹp trai, hát rất là hay. Dạ Khương Dừa mời bạn Trơn rao dùm điệu Xuân Tình để cho nam nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh xuất hiện. Dạ bà con bác cho một tràng tay ạ. Chào và kính chúc tất cả quý vị ở ngôi sao miệt vườn với lời chào lời chúc thân thương vạn sự như ý tây sự cát tường, chúc cho mọi người công danh sự nghiệp ăn nên làm ra phú quý làng ngời luôn luôn hoàn hảo tuyệt vời để góp sức cho đời cuộc sống. Sẵn đây do có chương trình văn nghệ, anh mừng qua lớp một điệu Xuân Tình, họ sự sang sẽ cống bông trầm, ngũ cung âm nhạc tài tứ khai lường. Đây là anh chân đờn ghi ta phim lờ hồi, món đời của anh sao quá tuyệt vời. Đây là anh Trung cùng với anh Nhi, thủ hai cây ọt chanh, ôi thật tuyệt vời. Hôm nay đây rất là vinh hạnh khi Đào Vũ Thanh đến hội quán ngôi sao miệt vườn, người tổ chức là bạn Khương Dừa. Quý vị hãy cho một tràng vỗ tay, gặp gỡ nhau đây rất là hội ngộ, nghệ sĩ đến giao lưu, quý vị ơi vỗ tay thật mạnh. Hôm nay đây quý vị chào đón ca sĩ Chế Thanh và nghệ sĩ Linh Tâm. Giờ đây sắp chứng kiến lớp Xuân Tình thanh chuyển qua bài vọng cổ cải lương, cô gái tới đầu được bắt đầu, tác giả Trần Nam Văn mời Nguyễn Hồng Hạnh bước ra ca. Dạ xin cảm ơn ạ. Cảm ơn những tràng vỗ tay và những cành hoa thân thương của tất cả quý vị dành tặng cho Đào Vũ Thanh. Cảm ơn chị, cảm ơn em. Cảm ơn nhạc sĩ Đờn rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Trần. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Hồng Hạnh gửi đến quý cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Tập thoáng đâu dáng đẹp quá ta, đang tưới đậu dễ thương quá. Nghe gió đồng bền bồng thênh thang lên đất dòng làm mầm đỏ lên, sáng nay nắng ấm trời em đồng xanh 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 lá, mắt em hay sáng trời tan tình tan tình tình ta tan tan tình là tình tình tan ở đâu anh đến một mình. Không hỏi chủ may nhờ Khương Dừa điềm chỉ cho nên anh mới nhìn kỹ coi có phải em không. Vậy anh nhìn kỹ coi có phải không. Có đôi mắt nhung thầm thắp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ, và thấy tàn mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Này anh ơi, anh ở sông Tiền hay là sông Hậu? Dạ tôi ở Sài Gòn. Dạ xin lỗi anh thứ mấy? Dạ tôi thứ ba còn cô. Dạ em thứ sáu. Chứ anh bạc kèn chúng em thiệt hay là nói cho vui vậy anh ba? Cô sáu à, bấy lâu trăng kỳ thanh còn tất kiết kỳ hình, hôm nay gặp mặt là tôi mê liền. Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Dạ con gái. Tôi mê đất mê người mê những nụ cười và điệu hò máy dài của ai vậy ba? Của ai? Của bà. Con gái ở nơi đây hay nói chuyện tình vậy?
À cô Sáu à, bụng dạ tôi nghĩ sao thì tôi nói ra là vậy à. Còn cô nha, nãy giờ từ buổi cãi cô sai là buổi cà hoài à. Không phải vậy đâu ơi. Vậy sao hả cô Sáu? Cô kia, cô Sáu giỡn chơi cô chút xíu mà em giận em hơn. Tôi nói vậy mà không phải vậy đâu à nghe. Sao hả anh ba? À tôi muốn hỏi cô là sản xuất lúc canh lúc vụ cây lúa trồng đầu có tốt hay không? Vậy anh ba nghe em nói nghe. Quá mây mơ gắn gọi đào vàng mơ xuống lúa quá màu chưa lên mầm hạnh phúc mộng quê em mãi trời đổi đất cho tròn niềm ước mơ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. À cô Sáu ơi cô Sáu. Dạ. Cô thấy gì không cô Sáu? Tôi thấy. Kìa, sau lưng hội quán cô Sáu được chưa? Cô thấy chưa? Tôi thấy một cái bài rất trống đúng không? Men đất dày đường cay như đâu mà quở khen mà. Gặp anh đi giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo cái con nhỏ nó hay lầm lè. Còn ở đây nói với anh ba chữ tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Vậy anh ba vô nhà chơi nha. Vậy tôi e không tiện quá cô Sáu à. Vậy chứ không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết cái buổi sáng này hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới xanh ra ngọn, tôi muốn ra tới đầu phủ cùng cô cho tròn cái nghĩa mới quen. Trời anh ba, anh nói cái gì á mà em không có hiểu mà. Tôi hỏi cô một câu cũng làm lỗ cô đôi chút mà hỏi ha, chuyện cô sản xuất nó một chút nó cũng xong thôi thiệt mà cô Sáu có chút xíu à. Ý đâu có được. Sao vậy? Má em bả là chết chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài chắc đậu cà dưa chết theo hết anh ba ơi. Bà con nơi này sẽ cười chứ trời. Dạ Nguyễn Hồng Hoàng xin cảm ơn những cành hoa thân thương của cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ xin cảm ơn. Quý vị ơi, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hạnh đã hát xong thì đã vào trong. Bây giờ Thanh mời nghệ sĩ sẽ bước ra sân khấu.
để sống ca cùng giới đào vũ thanh tại hội quán ngôi sao mỹ dương. Xin mời Lương Hồng Huệ bước ra này, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Đây là nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Huệ, em có đôi lời chào hỏi bà con. Khi chào hỏi xong mình sẽ ca liền, không để khán giả chờ lâu. Tìm em nơi đâu xin được bắt đầu, tác giả là Thanh Tiên hết. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Lương Hồng Huệ xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc bình an, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Rồi. Anh kêu nãy giờ chúc cho toàn thể quý vị cùng gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và làm ăn được thành công trong cuộc sống ạ. Thanh đã nhận được những tình cảm như là những cành hoa thân thương, những tràng vỗ tay thật kêu, đặc biệt là những tình cảm của gia đình đặc biệt ở rất xa đến đây ủng hộ chương trình Miệt Vườn, trong đó ủng hộ Đào Vũ Thanh. Nãy giờ các anh chị chứ Thanh ơi xuống mà Thanh không nghe lo ca không, mà chắc là tập trung tinh thần hát quá cho nên tiếng ồn không nghe được. Anh thông cảm nha anh, một chút Thanh sẽ xuống đất giao lưu cùng tất cả bà con cô bác ở tại hội quán sân khấu Miệt Vườn được không ạ? Dạ, giờ cho Thanh đứng sân khấu hát cho anh có ánh đèn chút. Dạ. Anh Dương kìa, thì em còn đến đây làm gì? Em đến đây là để gặp anh một lần, rồi em sẽ theo chồng. Thôi em đừng nói gì thêm nữa, em về đi. Anh Dương, anh Dương ơi, xin anh hãy hiểu cho em. Thôi chứ anh nào mà giận em đâu, bởi tất cả là do ba em sắp đặt. Hai ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận đôi ngã chia ly, mỗi đứa một con đường. Anh Dũng ơi, rồi đây anh sẽ hiểu và yêu thương em nhiều. Trái tim này em nguyện gọi trao anh, dẫu mai này
là mối và thứ tình. Anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, trọn đời em vẫn mãi nhớ mối tình đầu tiên. Thôi thôi, thấy ơi em đừng khóc nữa mà chỉ biệt ly. Nữa không có gì ơi? Dạ, dạ. Dân đáp lại tình cảm của tất cả bà con cô bác có mặt tại cái sân chơi rất là hoành tráng của Hương Dừa tổ chức cùng phối hợp với Trung tâm Văn hóa của Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. À, một cái sân chơi rất là bổ ích, một sân chơi giao lưu từng thành phần luôn, như là những thí sinh nè, rồi giao lưu với quý vị đây là nghệ sĩ, ca sĩ, danh hài đủ, nhiều lắm, nhiều cái tiết mục để, luân phiên thay đổi hàng tuần để coi như là quà tặng của Khương Dừa dành tặng cho bà con cô bác không ngại đường xá xa xôi đến đây ủng hộ hội quán ngồi sau Miết Dương. Hai đứa ca hơi dài nín thở gần chết luôn rồi đó. Trời ơi má ơi, nghe nói xót dạ đau lòng quá. Rồi, nín thở theo luôn hả mấy hơi? Trời. Năm qua luôn nha. Nghe nói đổ mồ hôi luôn. Dạ con cảm ơn bà. Vậy là dân ca nè. Nó tụi con hát hơi dài nín hơi muốn chết luôn, hỏi mấy thằng nín mấy hơi, một hơi con nghe ca hơi dài được, vỗ tay cho mẹ Hiền. Xin cảm ơn. Và một trích đoạn mà đầu Vũ Thanh đi đến đâu cũng được bà con cô bác hết lòng yêu thương và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Dạ, trích đoạn của tác giả Đăng Minh được mang tên Vụ Án Mã Ngưu. Quý vị xem trong băng đĩa thì thấy Thanh hát có một mình thì thấy đương điệu, mà hôm nay tại sân khấu này có một người mà bước ra chắc chắn quý vị sẽ hài lòng cái vai này, không nói tên, một chút bước ra thì biết liền, ủa cho quen quá. Mà bài này xin phép nha, hát cho lạ chút, coi như cách điệu xíu nha, nó hơi khác trong những cái album hoặc là chú cho Thanh hát nha. Thanh nói trước cho nó pha là lạ chút xíu, quý vị thông cảm cho một tràng vỗ tay chích đoạn Vụ Án Mã Ngưu xin được phép bắt đầu. Xin cảm ơn. Thục Oanh, mày đi hát về sao mày không về, mày còn đứng đây? Thì tôi làm về tôi có dám vô nhà đâu. Tao làm gì mà mày không dám vô? Mày mắc cười quá vậy? Ông muốn gì? Tiền đâu? Đây, ông cầm lấy đi. Mày giỡn mặt với tao hả? Hai ngày khoái lạc mà chỉ có bao nhiêu đây thôi hả? Chứ còn muốn bao nhiêu nữa? Tiền hả? Mày tưởng tao cần tiền của mày hả Thục Oanh? Cái tao cần là cái gì mày biết không? Nhưng mà Dù sao tôi cũng đã có con với ông mà. Mày có con với tao? Mày nhìn kỹ đi, coi tao phải là thằng ngu không? Hả? Mày làm như tao không biết. Trước khi mày về mày ở với tao, mày đã có con với thằng Quách Chứa Người sao? Ông còn muốn gì nữa chứ? Tôi xa lánh tất cả mọi người, tôi làm nô lệ cho ông. Tôi sống vì con tôi, đó là những gì sống lại trong đời tôi. Ông hiểu chưa? Tại mày ngu. Tại sao? Tại sao mày không đáp lại tình cảm của tao? Tại sao mày lại nhớ cái thằng mù kia? Hả? Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Mày đi đâu? Tôi vào thăm con tôi. Mày vào trong, mày thăm con mày hả? Phải. Con mày đã bị tao bóp cổ, thả cho xong rồi. Trời ơi, mà ngươi ông chưa nói gì? Mày nghe không rõ hả? Tao nhắc lại cho mày nhớ, tao nhắc lại cho mày nghe. Con của mày đã bị tao bóp cổ thả cho xong rồi. Trời ơi, ông mày ở đó mày yêu trời đi. Ông không còn tin người, ông không còn tin người nữa. Trời ơi,
nào cắt xuống lìa đôi. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Con ơi con ơi, đời bé chỉ có con là nguồn vui, là lẽ sống ở trong đời. Mà sao xanh ơi sao âm đờn sắp bài, hãy trả con tôi lại cho tôi. Anh Dương ơi, em đã không làm tròn bổn phận, giọt máu của chúng mình chúng đã cướp mất còn đâu. Nỗi đau đớn dày vò tâm hồn và thể. Anh Dương ơi, anh đã, anh Dương, anh Dương ơi, bao đêm bao ngày mòn. Mối tình tan vỡ để tân chúng thủy nay đàn lỡ lỡ. Để người yêu nhau bằng trái tim nhân nghĩa đậm đà như người con mình đại con đầu. Đoạn ly bi thương chỉ mình ta ôi xót xa, ôi đớn đau. Anh ơi anh ở đâu cầu ai ân cầu tùy dung. Kiếp này đành đôi hẹn không mong gì sớm hồn đoan duyên. Hoặc nhiên sao mãi trước dòng nước mắt cạn dòng, lòng ta như muối xa kim chân tới bời. Thục Quỳnh, Thục Quỳnh ơi, anh Dương, đoạn lìa bi thương chỉ mình anh nỗi xót đau. Dương ơi, ngân hà
giờ đây anh xong kiếp đơn côi. Biết về đâu, biết về đâu, biết về đâu khi đường tương lai mình mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai, khi người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Trời đã chia đôi, lòng anh đau đớn biết bao, nhớ thương trong đời chỉ có mình em. Thu Quân, em nè. Thu Quân, anh về với anh rồi Thu Quân. Em về với anh rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi nghi nghi vợ tôi về lắm, nghe cái mùi tôi biết rồi. Nãy giờ em đứng cạnh bên anh chưa đâu. Anh không thấy. Thằng Mã Ngu nó móc mắt anh rồi có thấy gì trời đâu. Nhưng mà anh nghe mùi anh biết. Trời ơi vợ tôi về mà tôi không biết. Trời ơi anh chị quên. Quanh ơi quanh ơi, từ bấy lâu nay sống cảnh đơn côi, ăn mày con có một chén cơm thừa chia sẻ cho con, đêm nằm góc chiếu lấy trăng làm đèn nước mắt trắng canh mi dòng mong manh có ngày gặp lại người bạn tình xưa một thời xa cách để chơi bớt đi nỗi sầu cô lẽ cho con gặp mẹ bớt cảnh đơn côi. Quanh ơi quanh ơi, em có biết trong lòng anh nhớ em nhiều. Tiếng gà kêu sương đứng ở bạn chung tình. Quanh ơi mấy năm trời xa cách, tưởng rằng mình đã chết cũng như em đã chết, nhưng chỉ thương cho con trẻ con làm chi nên tội mà phải chịu đỏ đài trong cái cảnh ăn xin. Như ngươi một lời này em đơn tạ ơn anh, vì em mà anh phải hy sinh suốt quãng đời sung trìa. Lá thắm đã phai hoa tàn nhụy úa, tình đã vương chút nghĩa buồn. Em về rồi anh hết cảnh đơn côi, quãng đời còn lại tràn đầy sống mãi mãi. Bên anh em là người vợ hiền chung thủy, lời thơ em đêm là ánh sáng tình anh. Gió đưa chiếc lá xa gần, để cây tương như cành xanh úa già. Cha nàng kêu sướng thảm thiệt, chờ mất em rồi thương biệt mấy. Quanh ơi gương xưa nay đã liền, đôi đón mùa xuân mới hương đời nồng say. Thục Quanh ơi anh mừng quá, nhờ khỏi quán ngôi sao miệt vườn mà anh mới được gặp em. Nhờ bà con điềm chỉ cho anh mới nhìn được Thục Quanh đây nè. Anh Dương ơi em cũng mừng lắm. Rồi vợ chồng em đoàn tụ rồi. Cảm ơn bà con cô bác, về đi anh. Dạ. Dạ xin được cảm ơn. À, Thanh có một chút chia sẻ xíu. Tại chế độ này là phá cách, nó không có giống nhau kịch bản Nguyên Thủy. Và đặc dạ. biệt nữa là không có vợ cái nhạc sĩ, cho nên nhạc sĩ cũng không có nắm về cái này, khóa này cách đu theo hả? Trên đờn. Nhưng mà cảm hứng quá. Thôi, ngưng rồi cũng cảm hứng luôn, cho nên là không có tập qua cái trích đoạn này. Có một chút sọc dừa xíu xíu, bởi khương dừa với sọc dừa xíu. Cho nên là quý vị rộng lòng bỏ qua dạ. cho. Cái này kêu bằng ngẫu hứng, cái gì ngẫu hứng nó cũng có cái hay anh. Dạ. Dạ. Nhiều khi mình tập luyện nhiều quá nó bị chay, đúng không? Mình ngẫu hứng mình lên diễn giống như em vậy, em diễn mà bọn bác bình luận cho anh là mắc cười không à. Mặc dù là diễn cái vai ác, nhưng mà bữa sau á là chị đi hát đâu là nhớ phải dẫn em theo nha. Em chỉ cần hát một xíu đó rồi em đi. Dạ khỏi lấy cách xe vậy chứ. Mai mốt mà hát trích đoạn vụ án băng ngưu này cái nè. Có Khương Dừa đâu hả? Bác nhìn ai vậy? Khương Dừa đâu không thấy. Trích đoạn này là mất giá trị liền.
phải có khăn dừa mới có giá trị. Dạ nói vậy chứ em diễn phụ một xíu cho nó vui thôi chứ em đóng vai ác không được. Khăn dừa ơi, nhìn vấn cái tôi. Quan trọng là cái vui đó. Dạ vui ạ. Đó bà con cô bác đến đây là chủ yếu là vui mà, phải không ạ? Dạ cảm ơn bà con bác rất là nhiều. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ giọng hát quá hay. Dạ. Cảm ơn toàn thể quý vị, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, hy vọng là chị cũng sẽ dành thời gian là để tới để phục vụ quý bà con cô bác ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh Thanh nhiều. Anh Thao hát chào bà con bác hả? Đòi hát này nữa kìa. Quý vị ơi muốn hát nữa nhưng mà vì thời gian có nên Thanh dừng lại nơi đây. Cảm ơn quý vị không ngại đường xa xa xôi mà đến hội quán. Ôi sao miệt vườn hương dừa hôm nay xin đáp tạ ơn vàng. Cảm ơn quý vị đã vui lòng ủng hộ. Trọn đêm này Thanh xin khăn cô ghi lâm. Ngân anh ơi sao mà đợt lia lia. Em ca gặp rồi mà anh đợt mãi không ngân. Dạ, thông cảm một xíu. Dạ. Ban nhạc của mình là các bạn khiếm thị cho nên anh ra dấu mấy bạn không có nắm được. Dạ nhưng mà Thanh vì cái quy tắc Thanh ca là cái câu cuối. Mình nhạc sĩ mình không dặn thì mình ca đoạn cuối mình ca rải xíu là nhạc sĩ nắm nhưng mà chắc nhạc sĩ là sung hứng quá cho nên đợt luôn. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh Đào Vũ Thanh. Dạ. Rất là nhiều nha. Chúc anh sức khỏe. Dạ cảm ơn. Nhớ trở lại để phục vụ quý bà con bác ở hội quán ở sau giường nữa nha. Bạn đừng nói vậy. Tôi dạ. Khoái lắm. Dạ khoái lắm ạ. Dạ xin cảm ơn. Dạ chúc bà con dạ. Lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Dạ.